Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 2 tháng 1 năm 2022, thành phố Châu Đốc ghi nhận 11 ca bệnh mới. Trong cộng đồng, 1. Một trường hợp tại địa chỉ khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B. Trong khu cách ly tập trung, 1. Khu cách ly trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, 1. Trong khu cách ly điều trị, 9. Bệnh viện đa khoa khu vực, 9. Tổng số F0 phát hiện tại Châu Đốc, 3.040, trong đó tái dương tính, 8 khỏi bệnh 2789 tử vong 151 một trường hợp tử vong ngày 1 tháng 1 năm 2022 đã có mã số bệnh nhân hiện đang quản lý điều trị 100 trong đó có 23 F0 được điều trị tại nhà từ ngày 3 tháng 11 năm 2021 cách ly điều trị bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc 16 bệnh viện Nhật Tân 15 F0 Ngoài ra, Bệnh viện Nhật Tân còn điều trị 10 F0 của Châu Phú, 1 F0 của Tịnh Biên, 11 F0 của Tân Châu, 10 F0 của Phú Tân, 8 F0 của An Phú, 3 F0 của Đồng Tháp, 1 F0 của Tri Tôn. Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Niên 7, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 39, Cách ly tại nhà mới 11, chuyển tầng điều trị 8, khỏi bệnh 0 tử dông chưa có mã số bệnh không hiện đang quản lý 23 cơ sở cách ly tập trung 38 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú 1 trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 12 bệnh viện nhật tân 4 f1 ngoài ra bệnh viện nhật tân còn 5 f1 của tân châu 10 f1 của châu phú 2 f1 của tịnh biên 2 f1 của an phú 2 f1 của phú tân cách ly tập trung trong thành phố có hai điểm cách ly các trường hợp không triệu chứng, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, dân tộc nội trú và một điểm cách ly điều trị, trung tâm y tế thành phố Châu Đốc quản lý 143 người, 5.825 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà, 509 người và 13.863 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường.